Việt Nam Idol 2023 leo thẳng lên top 1 rating VTV3, xứng đáng để chờ đợi 7 năm. Đúng như dự đoán, sự trở lại của Việt Nam Idol gặt hái nhiều thành công trong những bước đầu và hứa hẹn sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa với sự ủng hộ đông đảo của khán giả. Sau tập 1 Việt Nam Idol lên sóng đã tạo một cơn sốt truyền thông gây chấn động khiến khán giả phải thốt lên rằng xem Việt Nam Idol 2023 thực sự đã. Đúng là một thế hệ mới đã ra đời. Minh chứng bằng việc Việt Nam Idol leo thẳng lên top 1 rating VTV3 vượt qua nhiều đối thủ nặng ký. Tín hiệu vui này cho thấy sức nóng của Việt Nam Idol khủng đến cỡ nào. Với sự bùng nổ của hàng loạt thí sinh tiềm năng, chương trình đã tạo nên một làn sóng lớn trên mạng xã hội. Những phần dự thi trong tập 1 Việt Nam Idol đã thu về lượng tương tác khủng trên mạng xã hội. Đặc biệt, tập 1 Việt Nam Idol 2023 đã đạt được 200 triệu lượt xem. Tổng trên nền tảng mạng xã hội video hot nhất hiện tại là TikTok. Bên cạnh đó, tập 1 Việt Nam Idol 2023 cũng đã leo lên vị trí thứ 12 trên top thịnh hành YouTube chỉ sau 24 giờ phát sóng. Thừa thắng xông lên, các con số này vẫn đang trên đà tăng mạnh, hứa hẹn sẽ tạo nên một chiến tích bùng nổ hơn nữa. Thành tích này một lần nữa chứng tỏ sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả cả nước dành cho sự trở lại của Việt Nam Idol 2023 sau 7 năm vắng bóng. Chỉ mới phát sóng tập đầu tiên nhưng chương trình đã nhận về vô vàn lời nhận xét tích cực của khán giả và nhiều bài viết đánh với những lời khen có cánh từ các giới chuyên môn. Việt Nam Idol 2023 được ví như làn gió mới thổi vào sân chơi âm nhạc Việt Nam, kế thừa những sự mới mẻ từ sân chơi quốc tế nhưng vẫn giữ được chất Việt riêng. Với sự đầu tư chỉnh chu về mọi mặt, dàn ban giám khảo có bề dày kinh nghiệm, chọn lọc thí sinh kỹ càng và hơn hết tại sân chơi này các thí sinh thoải mái thể hiện phong cách, sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Trên nền tảng Facebook hay TikTok, những đoạn clip dự thi của các thí sinh như Hương Linh, Thành Thảo, Lâm Phúc cũng viral mạnh mẽ, tiếp cận đến hàng triệu khán giả. Với chất lượng thí sinh được tuyển chọn kỹ càng, màu sắc đa dạng, hứa hẹn những tập tiếp theo của Việt Nam Idol 2023 sẽ vô cùng bùng nổ và gặt hái được những cột mốc khủng. Các bạn đừng quên, chúng ta có hẹn với Việt Nam Idol vào tối thứ 7 hàng tuần lúc 21 giờ 15 phút trên VTV3 nhé!